Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% sản lượng. Do đó, tất cả các động thái quyết định liên quan đến xuất khẩu gạo của nước này đều có tác động đến tất cả các nước xuất khẩu gạo. Trong đó có Việt Nam, Thái Lan là những nước xuất khẩu gạo lớn. Thứ nhất là ảnh hưởng nhu cầu sản lượng gạo nhập cao của các đối tác Việt Nam. Khi các đối tác có thêm lựa chọn từ nhà cung cấp Ấn Độ, gạo của Việt Nam sẽ bị cạnh tranh, có thể sản lượng sẽ ít đi. Thứ hai là tác động đến giá gạo, nhưng theo dõi tình hình hiện nay, nhu cầu gạo thế giới vẫn cao và sản lượng không phải là quá dư thừa. Nên nếu Ấn Độ có gỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu gạo trắng thì cũng ít có ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nêu rõ, gạo nằm trong top 5 mặt hàng của ngành nông nghiệp có thặng dư thương mại cao, khi đạt 2,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức chỉ trong nửa đầu năm nay, nước ta đã phải chi được khoảng 670 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gạo. Trong năm 2023, nước ta cũng chi gần 860 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gạo từ các quốc gia, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Campuchia và Ấn Độ. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho biết, sản xuất lúa gạo của Việt Nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an ninh lương thực và dư lượng lớn gạo để xuất khẩu. Gạo thành phẩm IR504 12.900 đến 13.000 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 10.900 đến 11.000 đồng một ký. Cám khô 6.950 đến 7.050 đồng một ký. Và tấm IR504 9.500 cho đến 9.600 đồng một ký. Đối với các chợ lẻ, gạo nàng hoa 21.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 30.000 đồng một ký, gạo jasmine 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo trẻ thường 17.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 18.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 20.000 đến 21.000 đồng một ký, gạo hương lài 20.000 đồng một ký, gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo sóc thái 20.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 23.000 đồng một ký. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phước Thành 4 đánh giá, việc Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ giúp thị trường gạo của nước này trở nên sôi động hơn trong những tháng cuối năm. Thời gian qua, cả bên bán lẫn bên mua đều án binh bất động chờ chính sách thuế mới của Philippines. Nay việc đàm phán mua bán đã được nối lại khi quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất quyết định giảm thuế. Điều này giúp gạo Việt Nam hưởng lợi lớn nhất khi có ưu thế về sản phẩm tươi, chi phí thấp, giao nhận nhanh. Tuy nhiên, theo ông Thành, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mà doanh nghiệp Thái Lan cũng hưởng lợi. Hiện các doanh nghiệp gạo nước này tìm cách gia tăng sản lượng thị phần xuất khẩu gạo vào Philippines và cạnh tranh rất gay gắt với gạo Việt Nam. Không ít thời điểm vừa qua, khi giá gạo Việt Nam cao, các thương nhân Philippines tìm đến gạo Thái Lan và nguồn cung khác có giá cạnh tranh hơn. Giá lúa đông xuân khô IR504/04 khô 9.500 đến 9.700 đồng một ký, OM380 khô 9.500 đến 9.600 đồng một ký, OM5451 khô 9.900 đến 10.100 đồng một ký, OM18 khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 khô 10.300 đến 10.400 đồng một ký, ST21 khô 11.600 đến 11.800 đồng một ký, ST24 khô 13.100 đến 13.300 đồng một ký, Japonica khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, nếp Long An khô 9.900 đến 10.200 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu lức, nguyên liệu IR50404 11.300 đến 11.400 đồng một ký, nguyên liệu OM380 11.100 đến 11.300 đồng một ký, nguyên liệu OM5451 11.500 đến 11.700 đồng một ký, nguyên liệu Đài Thơm 8 11.900 đến 12.200 đồng một ký, nguyên liệu OM18 11.900 đến 12.200 đồng một ký, nguyên liệu ST21 14.500 đến 14.600 đồng một ký, nguyên liệu ST24 15.800 đến 16.000 đồng một ký. Tấm OM18 Đài Thơm 8 10.500 đến 10.700 đồng một ký. Tấm IR50404 10.200 đến 10.500 đồng một ký. Và cám ở mức 5.100 đến 5.200 đồng một ký. Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau OM18 Đài Thơm 8 7.500 đến 7.800 đồng. IR50404 7.400 đến 7.600 đồng. OM5451 7.200 đến 7.400 đồng. RBT 8.000 đến 8.300 đồng, OM380 7.200 đến 7.400 đồng, OM34 7.300 đến 7.400 đồng,
ST21, ST24, ST25 9.100 đến 10.100 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, lúa Nhật 8.100 đến 8.300 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.200 đồng. Khu vực An Giang OM18 đài thân 8 7.400 đến 7.600 đồng, IR504 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 7.000 đến 7.200 đồng, OM380 7.500 đến 7.700 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, OM34 7.100 đến 7.300 đồng, RBT 7.700 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.100 đến 9.800 đồng, Cửu Long 7.300 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng. Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang OM380 7.500 đến 7.700 đồng, IR504 7.300 đến 7.500 đồng, ST24, ST25 9.500 đến 10.000 đồng, OM5451 7.100 đến 7.300 đồng, RBT 8.000 đến 8.200 đồng, OM18 Đại Thân 8 7.400 đến 7.700 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, VL202 7.300 đến 7.500 đồng, OM34 7.500 đến 7.700 đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ IR50404 7.300 đến 7.500 đồng, OM18 Đại Thân 8 7.400 đến 7.700 đồng, OM34 7.100 đến 7.300 đồng, OM5451 7.200 đến 7.400 đồng, OM380 7.200 đến 7.400 đồng, RBT 7.800 đến 8.000 đồng, VD20 8.000 đến 8.200 đồng, Nàng Hoa 7.800 đến 8.000 đồng, Đắc Minh 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.100 đến 10.300 đồng, ML202 7.400 đến 7.600 đồng, Tiền Giang OM18 Đại Thân 8 7.400 đến 7.700 đồng, IR50404 7.300 đến 7.500 đồng, OM5451 7.100 đến 7.300 đồng, OM380 7.200 đến 7.400 đồng, VD20 7.800 đến 8.000 đồng, RBT 8.000 đến 8.200 đồng, ML202 7.600 đến 7.800 đồng, OM34 7.200 đến 7.400 đồng, ST24, ST25 9.400 đến 10.000 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.700 đến 8.000 đồng, Cửu Long 7.500 đồng, Long An OM18 Đại Thân 8 7.300 đến 7.600 đồng, ML202 7.300 đến 7.600 đồng, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 7.100 đến 7.300 đồng, nếp khô Long An 9.800 đến 10.000 đồng, nếp tươi 7.800 đến 8.100 đồng, OM34 7.100 đến 7.300 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.000 đến 7.200 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.300 đến 10.000 đồng, DS1 7.600 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, OM1352 7.600 đồng, OM4900 7.600 đồng, Tây Ninh OM18 Đại Thân 8 7.300 đến 7.500 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 7.000 đến 7.200 đồng, nếp tươi 3 tháng rưỡi 7.800 đến 8.100 đồng, OM34 7.000 đến 7.200 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, lúa Nhật 7.600 đến 7.800 đồng, OM380 7.000 đến 7.200 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.300 đến 10.000 đồng, Cửu Long 7.300 đồng, OM1352 7.500 đồng và OM4900 7.500 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các